hãng tin giờ T. Đây là phát biểu của Tổng thống Ukraine tại hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo và thành viên cấp cao của Liên minh châu Âu EU hôm 17 tháng 4. Ông Zelensky cho rằng sự thiếu hụt nguồn cung vũ khí từ phương Tây và những lời hứa không được các thành viên EU thực hiện đã giúp Nga giành ưu thế trên tiền tuyến. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev cần có thêm sự hỗ trợ tài chính và vật chất của phương Tây để tiếp tục đối phó với Nga. Ông Zelensky nói quân đội Nga đang cảm nhận được sức mạnh trong hầu hết mọi thứ liên quan đến thành phần vũ trang. Nhờ sức mạnh về pháo binh, thiết bị và khả năng hoạt động trên bầu trời, Nga đang gây áp lực lên chúng tôi trên mặt trận và đang dần tiến lên phía trước. Dù gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ, nhưng Tổng thống Zelensky cũng phàn nàn về nhiều lời hứa chưa được thực hiện. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, thật không may, chúng tôi chưa thấy một triệu quả đạn pháo từ E, U, vấn đề vốn được thảo luận rất nhiều. Ngoài ra, một số sáng kiến khác vẫn chưa được triển khai đầy đủ và điều này đã phản ánh những gì binh lính Ukraine có thể sử dụng ở tiền tuyến. Cũng theo ông Zelensky, Nga tin sẽ giành chiến thắng, mà nguyên nhân gốc rễ duy nhất của hy vọng này là tình trạng thiếu vũ khí của Ukraine. Ngoài các hệ thống tấn công, Kiev còn mong muốn phương Tây hỗ trợ thêm hệ thống phòng không để bảo vệ các cơ sở công nghiệp, cũng như đầu tư tài chính và công nghệ để khởi động sản xuất vũ khí trong nước. Tổng thống Zelensky cho hay Ukraine cần năng lượng tinh thần dưới hình thức được nhanh chóng gia nhập E. U. Ông Zelensky thúc giục Bruxelles tiến tới giai đoạn đàm phán tiếp theo vào tháng 6 tới để Ukraine gia nhập E. U. Chúng tôi cần E. U thực hiện những gì đã hứa và người dân cần cảm thấy Ukraine tiến gần hơn đến tư cách thành viên đầy đủ. Quân đội Ukraine cho biết họ đã phá hủy một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga sau khi Moscow thực hiện cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine hôm 19 tháng 4. Tư lệnh không quân Mykola Olechuk cho biết, lần đầu tiên, các đơn vị tên lửa phòng không của không quân phối hợp với cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine phá hủy máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3, phi cơ mang tên lửa hành trình KH-22 được quân Nga sử dụng để tấn công các thành phố yên bình của Ukraine. Trước đó, Vladimir Vladimirov, thống đốc vùng Saropol Krai của Nga cho biết một máy bay phản lực đã bị rơi ở khu vực này vào sáng ngày 19 tháng 4. Ông cho hay có tin tức khẩn cấp một chiếc máy bay phản lực đã bị rơi trên một cánh đồng ở quận Krasnova Deskoye. Theo báo cáo ban đầu, không có thiệt hại hay thương vong và các phi công đã kịp nhảy dù ra ngoài. Quan chức Nga không cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác nhưng đăng một số bức ảnh về chiếc máy bay phản lực bị rơi. Sau đó, ông Vladimirov nói thêm rằng hai phi công đã được tìm thấy còn sống và được đưa đến bệnh viện. Tất cả các cơ quan liên quan đã nhanh chóng đến hiện trường, ông nói thêm. Sau đó, hãng tin Nga AIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bị rơi. Chiếc máy bay đã rơi ở Zaporizhzhia khi đang quay trở lại căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, Nga chưa nêu nguyên nhân dẫn tới vụ việc, trong khi truyền thông Moscow nói rằng vụ việc dường như là do trục trặc kỹ thuật. Vào đêm ngày 18 và ngày 19 tháng 4, Nga tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái tự sát và tên lửa. Nga đã phóng hỏa lực từ máy bay Tu-22M3. Ngày 17 tháng 4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thông báo các hạ nghị sĩ Mỹ sẽ bỏ phiếu về ba dự luật viện trợ riêng lẻ cho Ukraine, Israel và các đồng minh ở Ấn Độ, Dương Thái Bình vào ngày 20 tháng 4 tới, theo hãng Reuters. Các dự luật viện trợ do Ủy ban Ngân sách Hạ viện đề xuất với tổng trị giá hơn 95 tỷ USD. Ba dự luật này tương tự như gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD mà Thượng viện Mỹ đã thông qua vào tháng 2. Sự luật viện trợ Ukraine trị giá 60,84 tỷ USD, trong đó 23,2 tỷ USD sẽ được sử dụng để bổ sung cho kho vũ khí, kho dự trữ và cơ sở vật chất của Mỹ. Lý do Mỹ trước đó đã sử dụng vũ khí dự trữ để viện trợ cho Ukraine nên bây giờ cần tiền để bổ sung lại cho kho của Mỹ. Sự luật cũng bao gồm một điều khoản nói rằng phần trợ giúp kinh tế cho Kiev không phải phần quân sự, phải được hoàn trả. Đây là một yêu cầu của những nhà lập pháp bảo thủ bên Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, chính quyền của ông Biden có thể đang miễn áp dụng yêu cầu đó. Theo Reuters, sự luật về viện trợ Israel trị giá 26,38 tỷ USD nhằm hỗ trợ Israel trong nỗ lực tự vệ trước Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. Một phần viện trợ trên cũng sẽ cùng để chi cho các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm ứng phó với các cuộc tấn công gần đây. Cùng với đó, 9,1 tỷ USD trong tổng số tiền viện trợ Israel sẽ được dành cho các nhu cầu nhân đạo theo nhu cầu của đảng dân chủ nỗ lực viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Israel trở nên cấp bách hơn sau các cuộc tấn công của Iran vào Israel nhằm đáp trả vụ đại sứ quán Iran tại Syria bị không kích mà Iran cáo buộc Israel là thủ phạm. Sự luật về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương có tổng trị giá 8,12 tỷ USD. Ông Johnson cho biết sẽ đưa ra một dự luật an ninh biên giới riêng lẻ đáp ứng yêu cầu của những người theo đường lối bảo thủ của Đảng Cộng Hòa. Ông Johnson cho biết sẽ để cho các thành viên Hạ viện Mỹ có 72 giờ cho đến giữa trưa 20 tháng 4 để xem xét dự luật và sửa đổi trước khi bỏ phiếu thông qua. Tổng thống Mỹ Biden kêu gọi quốc hội nhanh chóng thông qua các dự luật. Ông Biden tuyên bố, tôi sẽ ký thành luật ngay lập tức để gửi thông điệp tới thế giới. Chúng tôi sát cánh cùng bạn bè của mình và chúng tôi sẽ không để Iran hoặc Nga thành công. Ông Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu video hàng đêm của mình đêm ngày 17 tháng 4, hôm nay các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào lực lượng Nga đóng tại một sân bay quân sự ở Dazankoy. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, cảm ơn các chiến binh, cảm ơn vì cuộc tấn công chính xác của các bạn, cảm ơn Tổng tư lệnh Oleksandr Sisky đã tổ chức chiến dịch này, tiết lộ rằng đích thân thiếu tướng Sisky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã giàn dựng vụ tấn công diễn ra cùng ngày trước đó. Ông Zelensky cũng gửi lời cảm ơn tới các quân nhân đã tiến hành các hoạt động đặc biệt, đặc biệt là các hoạt động quan trọng, cực kỳ quan trọng nhằm phá hủy trang thiết bị của quân đội Nga, cơ sở hạ tầng chiến đấu của họ. Đờ Giàn Côi nằm ở phía bắc bán đảo Crimea bị Nga sắp nhập vào năm 2014. Các nguồn tin không chính thức ở cả Ukraine và Nga trước đó đều đưa tin về một loạt vụ nổ tại sân bay quân sự Đờ Côi. Kremlin quay, một nhóm giám sát thân Ukraine tập trung chú ý vào Kremlin và thường cung cấp thông tin đáng tin cậy, thậm chí báo cáo rằng có tới 30 quân nhân Nga có thể đã thiệt mạng và 80 người khác bị thương sau các vụ nổ dữ dội tại Côi hôm 17 tháng 4. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Zelensky, chưa xác nhận thương vong lẫn thiệt hại mà lực lượng Nga tại Côi phải gánh chịu sau cuộc tấn công. Nga cũng chưa lên tiếng về vụ việc. Một blogger quân sự nổi tiếng của Nga thì bà cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Nga tại Đờ Gian Côi bằng cách sử dụng khoảng trục tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Kiev. Blogger này cho biết tên lửa được phóng thành hai đợt. Các đoạn video được các nguồn tin Nga và Ukraine lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào thứ Tư cho thấy những tia sáng khổng lồ và tiếng nổ lớn dữ dội. Phía sau là tiếng còi báo động dữ liệu từ hệ thống quản lý tài nguyên thông tin hỏa hoạn của NASA, nơi theo dõi các đám cháy trên khắp thế giới, cho thấy sau đám cháy ngay bên ngoài đờ gian côi. nằm ở phía nam đường giao nhau từ Krem và vùng Kherson do Nga kiểm soát của Ukraine là một trung tâm quân sự lớn. Hình ảnh vệ tinh trước đây được chụp ở Đờ gian côi cho thấy Nga đặt một số máy bay trực thăng và hệ thống phòng không tiên tiến tại địa điểm này. Đầu tháng này, các du kích thân Ukraine hoạt động ở Crimea cho biết họ đã phát hiện ra các hệ thống phòng không mới được triển khai trên bán đảo này, bao gồm cả ở Dezankoy. Nhóm Ates thậm chí cho biết các hệ thống tên lửa phòng không bổ sung xung quanh sân bay Dezankoy không được ngụy trang dưới bất kỳ hình thức nào. Ukraine trước đó đã tăng cường tiến hành tấn công các căn cứ không quân của Nga ở Crimea. Đầu năm nay, lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào sân bay Benbass gần thành phố Cảng Sevastopol ở riêng phía Tây Crimea. Vào tháng 8 năm 2022, một chuỗi vụ nổ tại căn cứ không quân Saki ở phía Tây Crimea đã làm hư hại nhiều máy bay chiến đấu của Nga tại địa điểm này. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Social vào ngày 18 tháng 4 mọi người đều đồng thuận rằng sức mạnh và sự tôn vong của Ukraine quan trọng với châu Âu hơn nhiều. Dù điều đó cũng quan trọng với chúng tôi, châu Âu hãy làm nhiều hơn. Bình luận mới của ông Trump đưa ra một ngày sau khi Hạ viện Mỹ thông báo tổ chức bỏ phiếu ngày 20 tháng 4 về loạt dự luật chi tiêu tổng trị giá hơn 100 tỷ đô la Mỹ, trong đó có gói viện trợ quân sự hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ này đã mắc kẹt ở Quốc hội nhiều tháng vì vấp phải phản ứng từ phe Cộng hòa. Dù không còn đương nhiệm, ông Trump vẫn có khả năng kiểm soát nhiều thành viên Đảng Cộng hòa ở Washington, những người chỉ hoãn viện trợ quân sự mới cho Ukraine và muốn ưu tiên cho các cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mexico. Ông Trump nói thêm tại sao Mỹ lại chi hơn 100 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến ở Ukraine, nhiều hơn châu Âu, trong khi chúng tôi cách họ cả đại dương. Tại sao châu Âu không thể bắt kịp ngân sách mà Mỹ bỏ ra để giúp đỡ một quốc gia gặp khó khăn Tổng thống Mỹ Joe Biden trong khi đó kêu gọi quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật cam kết sẽ ký ban hành ngay lập tức để gửi thông điệp Mỹ luôn đồng hành cùng đồng minh đối tác. Ông Trump, hiện là ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa và dự kiến tái đấu cùng tổng thống Biden là ứng viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11, nhiều người đã bắt đầu nghĩ về kịch bản ông Trump trở lại Nhà Trắng 4 năm tới khi chứng kiến nền tảng ủng hộ mạnh mẽ dành cho cựu tổng thống. Một số đồng minh châu Âu bày tỏ lo ngại về những biến động chính sách nếu ông Trump tái đắc cử. Hồi tháng 2, ông từng khiến châu Âu chấn động khi dọa không bảo vệ các thành viên NATO không đóng góp đủ ngân sách cho liên minh.